Dạ. Em xin phép đi trước. Ok. Dạ. Thưa ba má, con mới tới. Mới tới hả con? Dạ. Ông ơi, ông Trọng Minh nó tới nè. Mai Anh có nhà không má? Có, nó ở trong nhà. Mai Anh ơi, Mai Anh. Dạ. Lên đây con, anh mình tới nè. Dạ. Ngồi ngồi đi con. Dạ. Uống nước đi con. Em ngồi xuống đi. Anh mua trái cây qua, em nhớ ăn nhiều vào. Cam nè, em nhớ dắt lấy nước uống cho có nhiều vitamin C và chất đề kháng. Ở trong này có bơ nữa, rất là ngon nha, ăn tốt cho bà bầu và em bé lắm. Lo thấy sợ luôn vậy hả? Con ngoan, ngày mai ba sẽ chở mẹ đi khám để được nhìn con nha. Xong rồi còn chở hai mẹ con đi chơi nữa. Ngày mai anh không có đi làm hả? Có, nhưng mà anh xin nghỉ để đưa em đi siêu âm và đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho em sinh. Em chịu không? Không hay bây giờ còn sớm nè, hai đứa đi luôn đi. Ngày mai mới tới ngày tái khám mà má. Cái bà này đúng là tài lanh tài lét. Cái gì vậy? Thì tôi thì bây giờ tôi kêu tụi nó đi siêu thị thì có chết ai đâu, đúng không con? Dạ con cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ con phải đi trực rồi. Chắc con xin phép ba má con đi trước, tại vì con chỉ xin nghỉ được ngày mai thôi. Hôm nay con cũng cố gắng lắm nhưng mà xin nghỉ không có được. Là đi trực nữa đó hả con? Dạ. Thôi con xin phép ba má con về. Để em đưa anh ra. Trời ơi, dễ thương gì đâu á. Ông làm gì vậy? Sao tự nhiên nhìn tôi kỳ cục vậy? Bà làm gì bà ngồi cười mình như khùng vậy? Trời trời trời, cái gì mà khùng? Tôi vui thì kệ, tôi mắc mớ gì tới ông? Kỳ cục à. Mắc cái gì mà bà vui? Không, là vậy nè. Tôi thấy hồi này thằng Minh á, trời ơi nó duyên dáng dễ sợ. Cứ mỗi lần nó tới, nó đi cái nó nói con đi trực, tới đi cái đi trực. Mà được cái hồi này tôi thấy nó được lắm đó nha, khá lắm á. Trời ơi nó lo lắng, nó chăm sóc con nhỏ nhà mình quá trời quá đất. Vậy sao không vui, đúng không? Đó, hồi nãy nghe nó nói không, ngày mai nó xin nghỉ làm, nó đưa con Mai Anh nhà mình đi khám đó. Vậy là tốt quá rồi, đúng không? Vậy là bà mắc cười đó hả? Ủa thì sao? Ông mắc cười quá. Cái lúc á mà nó không quan tâm tới con Mai Anh, ông cũng rầu. Rồi bây giờ nó quan tâm tới con của ông, ông cũng không vui. Ủa vậy giờ ông muốn gì hả? Tôi bực. Bực là làm sao? Bực là bực cái thằng đó đó. Làm cái gì mà nó trực hoài vậy? Thì nó đi làm thì nó phải trực chứ. Trực gì mà trực ngày trực đêm, không có giờ nghỉ là sao? Mệt quá. Bây giờ tôi không cần biết nữa. Bây giờ con gái của tôi nó được yêu thương rồi, nó được nuông chiều như vậy rồi, tôi đảm bảo nó sanh con ra, sau này nó sẽ được hạnh phúc. Như vậy là tôi vui rồi. Còn bây giờ á, ông vui hay không là quyền của ông, tôi vui như đó là đủ rồi. Đúng là đàn bà mà. Tôi nói cho bà biết nha, gian sang dễ đổi, bản tính khó dời. Con người ta rất khó thay đổi, hiểu chưa? Đâu phải chỉ một vài lần tốt là có thể thay đổi toàn bộ đâu, là có thể tin tưởng đâu. Mệt mỏi quá. Con vô nghỉ trước nha ba. Bất thiết. Hey.
Thiệt tình, nghe cái kiểu gì đâu mà giờ này chưa thấy giác cái bản mặt tới. Trễ giờ trễ giấc, lại ăn chết được. Sao, bà có phải bà Tám không? Phải, đưa tiền phải không? Lần sau đến lúc giờ dùng cái nha. Trễ quá. Để lên. Cái gì vậy? Bỏ sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng lại. Cô ơi, tình tình lên cô. Tụi nó chạy mất tiêu hết rồi. Không sao đâu cô. Tụi nó đi rã. Cô cần báo công an không? Không, tôi không có sao hết á. Rồi thôi đừng có báo công an. Vậy thôi tụi tôi đi nha cô. Chắc hiểu lầm đánh lộn người thôi hả? Thằng Minh là nó chứ không ai khác. Được lắm, tao không dễ bị bắt nạt đâu. Rồi mày sẽ phải hối hận. Thôi tụi tôi đi nha. Khoan. Sao cô? Hai chú đưa tôi ra hẻm được không? Dạ được. Cảm ơn. Tư. Ủa, chị Tám, có thuốc tao máu bầm không anh Tư? Ủa sao chân của chị bị gì mà đi càng nhắc vậy? Bị bầm tím. Trời đất, ôi, trời đất ơi, chị bị sao vậy? Sao vậy nè? Trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy? Tôi nói chị lớn tuổi rồi, phải cẩn thận chút. Gì đâu mà ôi, ôi trời, đau. Đau hả? Sao không đau trời? Bầm ông, tím sao không đau? Ông coi chị Tám chị có bị sao không? Đi đứng sao mà chị bị như vậy? Tôi già rồi chứ phải con nít đâu mà đi đứng không cẩn thận tôi bị người ta đánh hả? Cái gì, chị mà bị đánh hả? Trời, ai đánh chị? Rốt cuộc là ai đánh chị? Cái gì vậy? Mai anh có nhà không? Rồi thằng Minh nữa, nó có qua đây không vậy? Trời ơi, cái bà này thiệt. Xin lỗi. Trời ơi, tự nhiên cái đi qua đây kêu làm cái này rồi hỏi cái khác làm sao? Thì hỏi vậy đó. Ê, mà rồi nó đang ngủ trọng á. Còn Mai Anh á, lát nữa đi khám thai bây giờ nè, rồi đi mua đồ về cho em bé nữa đó mà. Thằng Minh chở đi. Thì đúng rồi. Tốt dữ ha. Nè, uống nước nè. Nói chung là thằng Minh nó được cái tính đó. Nó học cao, nó hiểu rộng, mà nó còn là bác sĩ nữa. Bởi vậy nó giỏi ba cái vụ mà chăm sóc bà bầu lắm. Trời ơi, thấy phát ham luôn vậy hả? Nó quan tâm chăm sóc hả? Ừ. Ở nhà thì khôn khéo. Trời ơi, ở ngoài thì ma lanh lắm. Ủa, ý chị là làm sao? Ý của tôi nói là cũng có nhiều kẻ là ý mình học cao hiểu rộng á, nhưng mà thật sự là còn mưu mô xảo quyệt hơn những kẻ không có học nữa đó. Tôi nói thiệt. Trời, nói gì vậy trời? Ủa, xong chưa vậy anh Tư? Đây là thuốc để chị đau thôi. Nó không bao nhiêu tiền hết. Lần sau chị tới khám mà tôi tính luôn nghe. Dạ, cảm ơn hai ông bà nha. Tôi nói thiệt á hả? Ông bà thiệt là tốt vậy đó. Lý ra bây giờ là ông bà phải hưởng phước đó. Vậy mà còn mấy anh nữa, hiền lành, dễ thương, thật thà. Lý ra là bây giờ đó cũng phải được hưởng phước đó. Vậy mà thôi nè, thuốc tôi về nha. Cảm ơn nha. Đi cẩn thận. Đi đứng cẩn thận đó, té nữa bây giờ. Ông, bà Tám mới nói vậy làm sao không? Tôi nghe tôi không hiểu gì hết à. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Đó, bà con kia, chạy theo bà hỏi đi. Cái ông này ngộ à nghe. Trời đất ơi, làm gì mà gay gắt với tôi dữ vậy hả? Bà đó, bà bớt giao du với bà Tám đó đi nghe chưa. Ở cái xóm này ai không biết bà là cái thành phần phức tạp. Bớt giao du với bà đi cho nó lạnh. Đúng là đàn bà. Ca bệnh này rất là nguy hiểm. Tại sao lại cho bệnh nhân về? Hôm đó ai phụ trách cái việc này? Dạ, thưa giám đốc, chính con là người đã nhận bệnh nhân đó. Và sau khi thông qua chẩn đoán về phim ảnh thì thấy là không có gì nghiêm trọng, cho nên con cho về.
cậu đã xem qua phim X quang rồi, cậu đánh giá được bệnh nhân như thế nào, tại sao lại cho về? Dạ thưa, sau khi con coi qua phần phim chụp X quang, phần chân của cậu ấy con thấy chỉ là bị chấn thương phần mềm thôi, cho nên là con đã kê toa thuốc và hẹn sau một tuần tái khám mà. Trưởng khoa Minh. Dạ. Bác sĩ Trung không có thông báo cho cậu biết chuyện này à? Thường những ca nhẹ hoặc chưa nhập viện thì bác sĩ trực hôm đó trực tiếp có quyền không báo lại với trưởng khoa. Còn bệnh nhân này chưa có hồ sơ nhập viện, với lại bác sĩ Trung cũng đâu phải là người mới đâu. Con không hiểu sao lại để sự việc xảy ra như vậy nữa. Một bác sĩ có đầy đủ kinh nghiệm như cậu, tại sao làm việc tắc trách như vậy? Dạ thưa giám đốc, có thể lúc đó bệnh nhân đã sơ cứu ở nhà và giảm đau, cho nên không thấy dấu hiệu gì bất thường, bác sĩ Trung mới xảy ra sai sót như vậy. Bác sĩ Kim là một bác sĩ, tại sao lại có những lời lẽ chối bỏ trách nhiệm như vậy? Bác sĩ Minh là một bác sĩ, đôi lúc chúng ta cũng phạm phải sai sót, đó là chuyện bình thường mà. Cách biện minh của anh chỉ hợp với những kẻ bất tài, lười nhác mà thôi. Chân của người bệnh ngay từ lúc đầu đã có dấu hiệu bất thường, cần phải nhập viện và theo dõi từ 36 tới 72 giờ, coi tình hình biến chuyển ra sao để điều trị nữa. Bác sĩ Trung đã không làm như vậy. Theo kết quả cho thấy, bệnh nhân này đã bị hoại tử chân phải, tắc động mạch kheo phải, chấn thương gối. Phương pháp điều trị hiện nay chỉ còn cách là phẫu thuật cắt cục 1/3 dưới đùi phải, nếu không bệnh nhân sẽ nguy cơ đến tính mạng. Nếu ngay từ đầu bác sĩ Trung chẩn đoán kỹ, chúng ta đã có những biện pháp chữa trị kịp thời, thì bệnh nhân này đã không phải bị hoại tử và không thể nào bị cắt chân được. Sự chẩn đoán cho bệnh nhân một cách chính xác thì chúng ta có thể cứu được bệnh nhân, nhưng chỉ một sơ sót nhỏ thôi, chúng ta có thể lấy đi mạng sống của bệnh nhân đó. Thôi đừng có buồn nữa, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Thầy không hiểu sao khi chụp X quang thì không có dấu hiệu gì bất thường, mà bây giờ là chuyện biến xấu như vậy. Chào chị. Chào trưởng khoa. Tôi tới lấy phim X quang của bệnh nhân Trần Nhân Tâm. Trưởng khoa tới đây là tôi biết người này khá đặc biệt rồi. Phim X quang của anh đây. Cảm ơn chị. Ủa, còn phim X quang này của ai? Sao không kêu họ tới lấy? Của bác Trung đó. Ồ, cũng là chấn thương ở chân hả? Mấy ngày hôm nay toàn là đi qua chụp hình chân không. Tôi nghe điện thoại. Alo. Ờ, có rồi đó. Ờ, để tôi đem qua cho. À thôi, tôi cũng đi luôn đây. Dạ. Tôi cũng đi luôn. Chào chị. Chào bác sĩ. Cho em lấy bộ hồ sơ chụp X quang. À đây nè. Dạ. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn chị. Không có gì. Trung, đã đến lúc mày phải rời khỏi đây rồi.
Bác sĩ Trung, anh đừng có nên như vậy nữa. Thả lỏng tâm lý ra, nhiều khi xảy ra sự cố như vậy cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đừng để tâm lý ảnh hưởng tới tinh thần như vậy, mình còn nhiều chuyện khác phải lo lắm. Cậu ta còn quá trẻ, lại là cầu thủ nữa. Nếu như mất chân, không biết cậu ta có chịu nổi hay không đây. Cậu ta sẽ phải chấp nhận điều đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trời ơi, sao cho tôi chết đi trời ơi? Cho tôi sống gì vậy? Cho tôi vợ đứa con tôi đây. Bà ơi, giết con đi bà ơi. Con không sống nữa bà ơi. Như vậy làm sao con đi làm hả ba? Chuyện đâu còn có đó mà. Bà để cho con chết đi bà ơi. Bà ơi, con cố gắng nằm nghỉ để dưỡng sức. Con được sống nữa bà ơi. Để con chết đi bà ơi. Cái giò của tôi là giò đá banh mà như vậy thì làm sao đây? Bình tĩnh đi con. Ba ơi, ba con muốn chết. Thôi được rồi, anh bình tĩnh đi. Hả? Anh ra ngoài đi, để tôi coi vết mổ cho. Giữ sức khỏe đi con. Cậu bình tĩnh đi, tôi hiểu tâm trạng của cậu mà. Ba, bây giờ cậu cố gắng nằm nghỉ đi, từ từ vết thương sẽ bình phục thôi. Cố gắng uống thuốc nha, chăm sóc nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà ơi, thôi mà con, bà biết rồi. Thôi mà, con cố gắng nằm nghỉ đi, để ba xuống dưới mua đồ cho con ăn. Hả? Sẵn như vậy ta chết cùng hơn. Nhân danh chẩn đoán nhầm và cắt chân, đã nhảy lầu tự tử rồi kìa. Tự tử rồi hả? Thôi anh tự liệu đi nha, tôi đi làm đó. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Thưa giám đốc. Sao, có chuyện gì? Cậu thanh niên bị bác sĩ Trung chẩn đoán nhầm phải cắt chân, đã tự tử rồi. Hả? Người nhà của cậu ta kéo đến tìm bác sĩ Trung để đòi lại công bằng cho con họ. Họ đang ở đâu? Dạ, đang ở phòng trực. Đi theo tôi. Dạ, bình tĩnh. Tại mày, bình tĩnh đi anh. Dạ, con tôi lại đây. Dạ, 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 dạ. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết cho anh. Anh đang giải quyết gì? Dạ, bình tĩnh đi. Dạ, bình tĩnh đi mà. Dạ, bình tĩnh lại. Ông là ai? Ờ, dạ, đây là giám đốc bệnh viện của chúng tôi. Tôi xin các vị hãy bình tĩnh. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Bác sĩ, bệnh viện ông làm chết con trai tôi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy ông giải quyết như thế nào đây? Thưa các vị, mọi người cứ để cho cậu ta ra đi trong bình yên đi. Được, bây giờ chúng tôi về. Dạ. Nhưng mà các người phải giải quyết vụ này cho sáng tỏ. Dạ. Nếu không hả, là chúng tôi sẽ đưa lên báo để kiện bệnh viện của mấy người đó. Đi ông. Qua sự việc vừa rồi, tôi quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Trung.
Thưa giám đốc, đúng là trong chuyện cậu thanh niên vừa rồi, một phần lỗi là do bác sĩ Trung, nhưng cũng không đến mức phải đình chỉ công tác. Một giám đốc suy xét lại. Bác sĩ Kim à, anh làm như vậy là làm khó cho giám đốc rồi. Đúng, tội của bác sĩ Trung không đáng để bị đuổi việc. Nhưng anh nghĩ đi, nếu bây giờ bác sĩ Trung còn ở bệnh viện này thì người nhà của nạn nhân đó sẽ tới đây để quậy phá tiếp. Chưa kể họ đưa những tin đó lên báo đài, có ít sẽ nói thành nhiều. Lúc đó danh tiếng của bệnh viện mình sẽ ra sao? Anh phải nghĩ tới gương diện của giám đốc chứ. Thưa giám đốc, chúng ta có thể tìm cách khác để mà giải quyết. Đâu nhất thiết phải đình chỉ bác sĩ Trung như vậy. Những sai lầm của bác sĩ Trung đã gây ra hậu quả quá lớn. Nếu bây giờ không xử lý nghiêm thì sau này làm sao làm gương cho những y bác sĩ khác được? Với tài năng của mình, tôi nghĩ là bác sĩ Trung sẽ tìm được một công việc tốt ở một bệnh viện khác. Sao rồi, có suy tính gì chưa? Hiện tại tôi cần nghỉ ngơi đã, rồi mọi chuyện tính sau. Tôi có quen một người bạn ở bệnh viện khác, nếu cần á, tôi sẽ giới thiệu qua bên đó. Thôi được rồi, tôi còn nợ cậu nhiều thứ lắm. Lo cái gì, thiếu gì dịp để trả. Có phải trước khi bệnh nhân chết, anh có vào thăm khám đúng không? Bác sĩ Kim, anh muốn ám chỉ điều gì? Có phải anh đã nói cái gì đó để khiến cho cậu chơi thoải mái đi, xong rồi về, không có gì phải gấp hết nghe. Dạ. Dạ. Thấy thường quá trời à. Tôi thấy bà còn sốt ruột nôn nóng hơn tôi nói nữa. Ủa, bởi vậy tôi đâu có sống vô tâm nha ông. Con tôi được hạnh phúc như vậy thì tôi phải vui chứ. Chuyện đó là chuyện bình thường chứ ai như ông. Sao bà biết con mấy anh sau này nó sẽ hạnh phúc? Thì tôi thấy là thằng Minh bây giờ nó biết yêu thương vợ nó. Tôi tin chắc nó sẽ là người chồng tốt, người cha tốt. Mà nè, tôi thấy ông chặt dạ quá, mà bảo thủ quá luôn à. Ông không nhìn nhận được cái sự tiến bộ của thằng Minh gì hết trơn á. Lúc trước đúng á là nó có hơi vô tâm thiệt, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Cả ông nữa đó, ông còn hời hợt quá trời quá đất, có hơn gì nó. Nè 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 nè, bà đừng có lôi tôi vô cái chuyện này nghe. Thì tôi có sao nói vậy thôi. Tôi thấy bây giờ nó biết nghĩ nhỉ. Người ta đi rồi, anh còn đứng trông thay còn chi nữa. Em nói vậy là sao? Em nói là Uyển Lan đi rồi, anh còn đứng ngây người ra làm gì nữa? Bộ anh còn si mê cô ta lắm hả? Nè, đừng có nói bậy, tự nhiên kiếm chuyện vậy. Anh mới là bậy đó. Anh nên nhớ Uyển Lan bây giờ là người yêu của Minh rồi nha. Anh đừng có kiếm chuyện với Minh nữa. Bây giờ tôi thích kiếm chuyện, tôi thích gây sự thì sao? Mình bây giờ đã là trưởng khoa, anh quên rồi hả? Với vị trí đó, anh nhắm anh có đối đầu được không? Ok, bây giờ thì chưa, chứ không phải là không thể. Trước sau gì tôi cũng đuổi nó ra khỏi cái bệnh viện này à. Cô yên tâm. Quên được cô ta. Được, tôi sẽ làm cho anh phải quên cô ta. Và trong lòng của anh chỉ nhớ đến con Tuyết này thôi. Cậu đó, cậu chơi xỏ tôi hả? Kêu người đánh tôi hả? Tôi nói cho cậu biết kìa chưa? Tưởng tôi không dám nói hả? Cậu tin không? Cậu tính là tôi sẽ nói cả cái thế giới, cả bệnh viện này cái chuyện mà cậu có gia đình ở xóm củi không? Bà Tám, bà hiểu lầm tôi rồi. Thật sự hôm đó tôi có đem tiền tới cho bà, nhưng mà trên đường xe nó hư,
Tôi tới không thấy bà đâu hết thì làm sao mà đưa tiền cho bà được. Cậu á, cậu khôn ranh lắm, nhưng mà không có mặc được con tấm dài này đâu, nghe chưa. Bà Tám, bà nghĩ sao vậy? Tôi có dám qua mặt bà gì đâu. Hơn nữa bà đang nắm thanh danh của tôi trong tay mà, làm sao mà tôi dám làm chuyện đó. Được rồi, cậu biết vậy thì tốt đó. Nhưng mà bây giờ hả, tụi giang hồ nó đánh tôi đau lắm. Không cần biết là cậu có thuê hay là không có thuê, nhưng mà phải đền bù tổn thất cho tôi. Bây giờ á là phải đưa tiền cho tôi lên gấp đôi. À không, chơi thì phải chơi cho đáng, đưa gấp ba cho tôi. Sao, được không? Đương nhiên là được rồi, bà Tám muốn gì cũng được hết. Vậy tối nay hẹn chỗ cũ nha. Dẹp đi, chỗ cũ bị đánh đó hả? Đưa liền bây giờ, tiền trao cháu mút. Bà đừng có giỡn mà bà Tám. Bây giờ tôi đâu có đem tiền mặt ở trong tay. Bà cứ gấp như vậy, bây giờ tôi lấy đâu ra? Bà cho tôi 2 ngày nha. Số tiền lớn như vậy tôi bỏ trong ngân hàng, đâu có bỏ trong thẻ được. Vậy lại hôm nay cuối tuần tôi đâu có rút được. Thôi được rồi, nói cũng đúng. 2 ngày thì 2 ngày. Thời gian và địa điểm tôi sẽ đích thân báo cho cậu nha. Cậu đừng có giở trò nữa. Cậu nhớ đó, lần này mà cậu còn giở trò hả, cậu tin không? Cả cái thế giới, cả cái bệnh viện này đều biết là cậu có vợ và sắp có bé, nghe chưa? Tôi biết rồi mà. 2 ngày nhớ đó. Bây giờ tôi đi được chưa? Được rồi, đi đi. Ê khoan, tôi có ý gì vậy? Thường thường có câu ca dao tục ngữ, người ta nói là nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Khỏi cần hẹn địa điểm ở đâu hết. Đúng 2 ngày, vẫn là chỗ cũ. Ok. Lần này mình khôn hơn lần trước rồi. Lời nói không có linh, phải có thực hành nó mới linh. Công nhận bà Tám khôn thiệt. Làm ơn bắt máy đi. Mày đâu rồi? Bắt máy đi. Trời ơi, trong lúc khó khăn này mà nó chờ nó bỏ chạy luôn, nó không Trời ơi, cái thằng này. Trời ơi, tại sao nó bắt máy vậy? Alo, cậu đâu rồi? Sao sáng giờ tôi không thấy cậu vậy? Tôi vừa phẫu thuật ra. Bây giờ anh đang ở đâu? Đi ra cổng sau. Phía cổng sau. Đi thẳng vô. Trời ơi. Đi. Sao thấy quen quen vậy ta? Không sao đâu. Không rồi đó. Coi cho cậu không có được. Tôi cứ tưởng là cậu trốn rồi chứ. Cậu quen biết chứ. Anh được hết 6. Tôi còn nhờ cậy anh nhiều mà. Được rồi. Cảm ơn cậu nha. Thôi, đi đi. Thằng nhóc này là em của Hùng Chó Lửa. Hùng Chó Lửa cũng là một tay anh chị có số má trong giang hồ đó. Nghe đâu thời gian vừa qua hắn bị trọng thương, được đưa vô bệnh viện Á Châu.
Một bác sĩ trong bệnh viện đã giúp nó, cho nên là thoát được sự truy nã của công an. À, đúng là người đây rồi. Nhưng mà tại sao hắn lại chụp chung với người mà mình cần tìm vậy? Vậy tại sao mình lại quen thân với hắn vậy? Thằng mày hả? Hụt chó lửa. Sao biết nó hay vậy? Không có. Thằng này nó là một tay anh chị của băng đảng khác, cũng đáng gờm lắm. Cậu mà không giữ. Bác sĩ Minh, tôi biết là cậu học cao nên chắc cũng có từng nghe câu là chơi dao cũng có ngày bị đứt tay, đúng không? Anh nói nhăng nói cùi gì vậy bác sĩ Kim? Chắc là dạo này công việc nhiều quá, bị stress rồi đâm ra nói nhảm phải không? Tôi không biết là tôi có bị stress, đâm ra tôi nói nhảm hay không. Nhưng tôi chỉ biết một điều là chơi theo kiểu xã hội đen thì cũng sẽ có một ngày bị xử theo kiểu xã hội đen. Có thể cái vết chém không phải trên tay, trên người, mà trên cổ thì sao ta? Như vậy anh cũng đã biết tầm cỡ mối quan hệ của tôi là như thế nào rồi, nên biết vị trí của mình đang ở chỗ nào. Muốn yên thân làm tốt công việc của mình ở đây, tốt nhất đừng có xen vào chuyện của người khác nhiều. Nè, cậu đừng đắc ý. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra được bằng chứng để vạch mặt cậu. Đừng có hù tôi. Tôi sẽ đợi. Anh phải nghe lời em, anh phải kiên nhẫn. Đối với mình á, anh không thể nôn nóng, không thể đối đầu trực diện với anh ta được đâu. Càng không thể cho anh ta biết những gì anh đang biết và đang tìm hiểu về anh ta. Anh nên nhớ là anh ta có thể làm bất cứ việc gì, kể cả việc giết người đó. Anh biết rồi. Cậu yên tâm đi, khu vực này là tôi bao hết rồi, không có người lạ nào dám vô đây đâu. Đây. Lại là bà ta. Cái bà này đúng là không biết ăn ở an phận. Lần này cậu muốn bán sao? Cho bà vĩnh viễn không thể nào bếp xếp chuyện của tôi. Ok. Ủa, anh hai, anh hai qua thăm tụi em hả? Hai đứa định đi đâu vậy? Em đưa mấy anh đi khám thai, sẵn chở mấy anh đi ăn luôn. Em làm như vậy phải đó. Dù có bận rộn cỡ nào đi nữa cũng phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình vợ con. Em biết mà, thôi tụi em đi nha. Mình đi với em. Bà Tám hả? Sao nợ hoài không trả bà? Để tôi gọi tôi đòi hoài vậy? Bà định trốn hả? Bà quên tôi. Bà Tám bà sao? Bà Tám bà chết rồi. Hả? Cái gì? Ủa sao bà Tám chết? Ôi. Sao bà tự nhiên chết? Bà Tám bị sao vậy má? Trúng gió hay là bị đột quỵ vậy? Không có trúng gió gì hết á. Bà bị giết. Bị giết? Đúng rồi. Trời ơi. Mà nè, nghe nói á là bà đánh bài gì đó xong thiếu nợ, xong rồi á người ta đòi nợ bà, xong rồi giết luôn vậy đó hả? Nhà mình có chuyện gì mà xôn xao vậy ba má? Anh ơi, bà Tám hàng xóm của mình bị người ta giết rồi. Trời đất, vì sao bị giết? Thì đó, thiếu nợ gì đánh bài đó, nên bây giờ bị giang hồ nó giết đó. Trời ơi ghê quá, tôi nghe tôi hết hồn luôn vậy đó. Cũng tốt, cứ để cho mọi người nghĩ bà ta chết do sao ở đây đòi nợ. Ủa,
Ủa mấy ngày nay con có gặp bà Tám ở trong bệnh viện không? Dạ không. Một ngày ở bệnh viện bệnh nhân ra vô biết bao nhiêu người, con không để ý hết. Với lại con cũng chỉ nghe mẹ anh với lại ba má kể về bà ta thôi. Con chỉ gặp bà ấy nói chuyện xã giao vài lần à. Nói chung là thằng Minh nó được cái tính đó. Nó học cao, nó hiểu rộng, mà nó còn là bác sĩ nữa. Bởi vậy nó giỏi ba cái vụ mà chăm sóc bà bầu lắm. Trời ơi, thấy phát ham luôn vậy hả? Nó quan tâm chăm sóc hả? Ở nhà thì khôn khéo. Trời ơi, ở ngoài thì ma lanh lắm. Ủa, ý chị là sao? Ý của tôi nói là cũng có nhiều kẻ là ý mình học cao hiểu rộng, nhưng mà thật sự là còn mưu mô xảo quyệt hơn những kẻ không có học nữa đó. Tại sao hôm đó bà Tám lại hỏi thăm thằng Binh? Bà lại còn nói bóng nói gió về mấy người học cao, rồi nói là con mấy anh thật là tội nghiệp. Chỉ là sao? Thiệt tình, tôi không ngờ luôn vậy đó. Vào trong đêm. Sao mà lẹ dữ vậy không biết nữa. Mới mấy bữa đi qua đi lại đây. Bây giờ tôi còn run tay run chân đây nè. Thôi tôi đi vô đây, thấy ghê quá. Thôi đi anh. Em mới đổi qua căn hộ này đó hả? Căn trước chủ nhà lấy lại, cho nên em mua căn này. Căn này em mua trả góp đó anh. Rồi khi nào em định đưa mẹ con mấy anh lên đây? Em cũng muốn lắm nhưng mà cô ấy chưa có chịu. Với lại em thấy để cô ấy ở cùng ba má cũng sẽ hay hơn. Ít nhất có người bầu bạn, hay là cần cái gì cũng có người bên cạnh cổ. Hay là anh lên đây ở chung với em luôn đi. Trời, em biết tánh anh mà. Anh thì thích cái thời gian nó thoải mái tự do hơn. Mấy cái chỗ như vậy không thích hợp với anh đâu. Nghe nói dạo này em thường xuyên về thăm và quan tâm tới mấy anh, nghe anh cũng mừng đó. Hôm nay em được nghỉ à? Đâu có, em được nghỉ buổi sáng thôi, chị em phải đi làm rồi. Alo. Vậy hả? Anh tới liền. Hây, làm sao bây giờ đi? Định rủ anh ở lại ăn cơm chung với em, mà bệnh viện mới gọi kêu về bệnh viện có ca mổ gấp rồi. Em cứ đi đi, anh ghé thăm em một chút rồi anh đi liền mà. Thôi anh đi trước nha. Dạ. Em cứ lo công việc đi. Trước đây tôi và bà Hằng có cùng Hùng mua chung một mảnh đất lớn. Đây bà ấy mất đột xuất. Tôi muốn nhờ công ty của anh chuyển tất cả phần của bà Hằng sang cho tôi. Cố gắng lách những điều rườm rà về mặt pháp lý giấy tờ có liên quan tới bà Hằng. Anh muốn trở thành chủ sở hữu khu đất này một cách hợp pháp, có đúng không? Cố gắng giúp cho tôi vô đây. Nếu thành công, tôi sẽ bồi dưỡng cho anh thêm. Ok, có gì tôi sẽ báo anh. Cũng nhờ có bà ấy mà mình mới có được cuộc sống đầy đủ như hôm nay. Má. Má ơi, mẹ ơi, mẹ ơi,
cái gì đây? Ủa, cái thẻ nhớ này là của ai vậy? Thôi được rồi, nói cũng đúng. Hai ngày thì hai ngày, thời gian và địa điểm tôi sẽ đích thân báo cho cậu nha. Cậu đừng có giở trò nữa. Cậu nhớ đó, lần này mà cậu còn giở trò hả, cậu tin không, cả cái thế giới, cả cái bệnh viện này đều biết là cậu có vợ và sắp có em bé, nghe chưa? Tôi biết rồi mà. Đúng là nhà má mất. Chẳng lẽ thằng cha bác sĩ đó có dính dáng về cái chết của má sao? Con sẽ bắt kẻ giết má phải đền mạng. Anh nghe đây. Anh đang đi ra nè, em khỏi vào. Ừ. Ờ, thôi em vào đi. Anh có chút chuyện muốn nói với em. Rồi vậy nha, anh đợi. Ok. Ờ, bác sĩ Kim. Ờ, bác sĩ Kim, tôi hỏi một cái. Hôm nay tới lượt ai trực vậy? Tôi và y tá Tuyết. Mà có chuyện gì không? À, không, không có gì. Tôi hỏi để biết có chuyện gì tôi gọi cho Tuyết hoặc là anh đó mà. Vậy thôi tôi về phòng trực nha. À, khoan. Gì nữa? Cho tôi hỏi là lịch ngày mai tới lượt ai trực vậy? Cái đó bác sĩ Minh nên hỏi bên phòng nhân sự. Tại sao lại hỏi tôi? À, xin lỗi, tôi quên. Giờ này công việc nhiều quá cho nên tôi có vấn đề. Ờ, em sao mà lâu quá vậy? Làm cho anh đợi sốt ruột muốn chết luôn vậy đó. Vậy ăn anh gì chưa? Nếu chưa ăn thì bây giờ mình đi ăn nha. Sao anh nói có công việc cần bàn với em? Không có gì quan trọng bằng sức khỏe của em hết. Nhìn cái mặt em kìa, yếu xìu như vậy là biết đang buồn bực trong người đúng không? Thì em mới vừa cãi nhau với lại Diệt Linh, tức muốn chết vậy đó. Biết liền à. Thôi được rồi, bây giờ đi với anh. Anh dẫn em tới chỗ này, bảo đảm em sẽ không bao giờ còn buồn bực nữa. Đi đâu? Cứ đi với anh rồi sẽ biết. Đi. Sao vậy? Anh có chuyện gì mà mặt buồn so vậy? Em có mua mấy món anh thích nè. Anh chưa ăn tối phải không? Anh chưa ăn, mà anh thấy cũng hơi mệt mệt. Anh phải ăn đi chứ, em mua nhiều lắm nè. Trời ơi. Anh muốn ăn món nào trước? Em mua chia cho nhiều vậy? Hết vô tiền anh gửi lại cho. Anh biết tiền lương em không có bao nhiêu hết. Nè, nhiêu? Anh nói vậy là coi thường em á nha. Không lẽ một bữa ăn mà em cũng không thể mời anh được sao? Thôi, mình ăn đi. Rồi. Nhìn đồ ăn thì ngon thiệt. Anh cảm ơn em nha. Mà anh chưa muốn ăn. Em ăn trước đi. Rõ ràng là anh đang buồn chuyện gì mà anh giấu em phải không? Bộ anh không tin em hả? Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Hồi nãy em đi mua đồ ăn, em thấy ông Minh với bà Lan đi vô đây á. Hai người đó em không hiểu sao lúc nào cũng thích làm trò mèo như vậy hết. Hình như hai người này thích chọc gan người khác lắm hay sao á. Nếu mà thích thể hiện vậy á, sao không phát trực tiếp lên Facebook luôn đi, cho mọi người, cho cả thế giới này biết là mình đang yêu nhau. Lúc đó em hứa là em sẽ share nhiệt tình luôn đó. Cứ kệ người ta đi. Chuyện tình cảm của người ta, người ta muốn thể hiện sao thì kệ người ta. Anh nói hay vậy, sao anh buồn? Cảm giác của em sao? Lúc trước á thì em cũng buồn, nhưng mà bây giờ em đã có mối bận tâm khác rồi. Em không có hơi đâu mà để tâm đến những người không đáng như vậy. Mà nè, anh cũng nên tập giống em đi. Ok.
anh sẽ cố. À, nghe em nói về xong anh cảm thấy đói bụng quá. Về ăn đi. Nè. Ok. Oh, đồ ăn ngon à. Ăn đi. Vô đây là thăm người nhà hay là đi khám bệnh vậy? Có cần chị giúp gì không? Có bác sĩ Minh ở đây không? Bác sĩ Minh chưa tới. Em là gì của bác sĩ Minh vậy? Tôi là người quen của ổng thôi, tiện thể đi ngang hỏi thăm ổng vậy thôi à. Nếu mà em không có bận gì thì em ngồi đây đợi chút xíu nha. Bác sĩ Minh chừng khoảng một tiếng nữa mới tới. Bây giờ chị đi làm việc đây. Hả? Bộ anh quen biết với tụi giang hồ hả? Không dám đâu. Người này nói là quen với bác sĩ Minh, chờ bác sĩ Minh tới đó. Em. Ừ? Nghe nói em tìm bác sĩ Minh hả? Có chuyện gì không? Anh chuyển lời cho. Cảm ơn anh nha. Tôi có bị gì đâu mà không tự đi nói chuyện với ông được. Em đừng có hiểu lầm. Tại vì hôm nay á, bác sĩ Minh không có đi làm. Mất công, em đứng chờ được không được gì hết. Vậy mà cô y tá kêu tôi đợi ở đây, đúng là cái chớn thiệt. À em ơi, không lẽ em không cần anh nhắn gì cho bác sĩ Minh hết hả? Ngày mai tôi đến tìm ông tiếp. Khoan. Cho anh số của em đi. Có gì em cứ gọi trực tiếp cho anh. Tại vì dù sao đi nữa anh cũng làm chung khoa với bác sĩ Minh mà, chuyển lời sẽ dễ hơn. Ồ, khoan. Hả? Chờ anh chút. Anh làm gì vậy? Lưu số phải lưu hình chứ. Ok, cảm ơn. Nhớ mặt tôi đó. Trời, anh xin số những người đó làm chi vậy? Nhìn cậu ta là biết không bình thường rồi, là người không đàng hoàng đó.
Vì thằng này á, không chừng nó đang giữ bí mật gì đó của bác sĩ Minh. Phải khai thác nó chứ. Ừ. Dám ơi. Cảm ơn. Thằng nhóc này hả? Ừ. Muốn tôi xử sao với nó? Điều tra lý lịch nó được rồi, càng cụ thể càng tốt. Nhưng mà nhớ là đừng có cho ai biết, hiểu chưa? Làm việc với tôi lâu như vậy mà còn không biết tính tôi à? Yên tâm, 3 ngày sau có kết quả. Ok. Ok. À, bác sĩ Minh. Có chuyện gì? Hồi sáng có một thanh niên tới bệnh viện để tìm anh đó. Lại là người nhà của bệnh nhân nữa chứ gì? Không có gì quan trọng đâu. Nhưng mà anh ta trông giống như là xã hội đen vậy đó. Cậu ấy nói với em tới đây kiếm bác sĩ Minh, mà có vẻ như là giận dữ chuyện gì dữ lắm đó. Vậy thì lại càng không đáng bận tâm. Nếu sau này có ai hỏi như vậy nữa thì cô cứ mặc kệ nha. Nhìn thái độ của anh ta có vẻ bồn chồn chuyện gì đó. Em nghe thấy có mùi mờ ám ở đây rồi nè. Cây kim trong bọc cũng phải có ngày nó lội ra thôi. Là ai vậy ta? Không lẽ là hùng chó lửa? Mà chắc không phải, vì tên đó đã nói chừng nào cần thì sẽ gọi thẳng cho mình, chứ không cần thiết phải sai ai tới tìm. Hay là có người đã biết chuyện mình từng hợp tác với hắn ta sao? Anh. Ờ. Em ngồi đi. Có chuyện gì mà sao nhìn mặt của anh căng thẳng quá vậy? Đâu có gì, chỉ là công việc thôi. Anh tận tụy với bệnh viện như vậy làm em rất là vui và an tâm. Không lẽ anh càng làm việc tới kiệt sức thì em mới vừa lòng hả? Ác quá vậy. Không phải, ý của em á có nghĩa là sự lựa chọn của em là không sai khi đưa anh vào vị trí trưởng khoa này. Em về phòng trước đi. Xong việc rồi anh sẽ qua đưa em đi ăn. Chờ anh nửa tiếng nữa thôi nha. Ừ. Dạ. Hùng anh miếng coi. Em đi đi. Bệnh nhân ở phòng K6 do bác sĩ Khiêm phụ trách ca mổ hiện tại bây giờ không được ổn lắm. Bác sĩ tới thăm và khám vết mổ lại đi. Nhớ kiểm tra cho cẩn thận, đừng có để bệnh viện mang tiếng thêm một lần nào nữa đó. Tôi biết rồi. Thằng này là thằng Tý, đàn em của Tùng Chùa, khu xóm Củi. Ông già nó chạy xe ôm, còn bà già nó thì nghiện cờ bạc như là nghiện xì ke. Nó có tiền án tiền sự gì không? Tiền án tiền sự gì? Này là mấy thằng nhóc lơm cơm mới vô đó mà. Làm đàn em của thằng Tùng Chùa, làm tà lọt cho mấy thằng lớn hơn say giặt thôi. Hả? À, có cái là bà già nó mới vừa mất, cho nên là nó bỏ nhà đi luôn rồi. Nói vậy thì thằng nhỏ này có liên hệ gì với tên Minh? Nó tìm đến làm gì chứ? Chẳng lẽ mẹ nó được đi cấp cứu ở Á Châu và tên Minh là bác sĩ đứng ca lúc đó sao?
tao nói tao không có làm gì hết. Đừng có đặt chuyện tới đây kiếm lợi từ tao nha. Vậy anh có dám thề là anh không có dính dáng tới cái chết của má tôi không? Nếu như mà anh nói sai á thì anh chết bên xác đi. Em trai, em lấy cái quyền gì khiến anh phải thề? Có điều anh không làm gì liên quan tới cái chết của mẹ em hết, chỉ vậy thôi. Vậy thì tôi cũng nói cho ông nghe rõ nè, tôi có đoạn ghi âm nói chuyện giữa má tôi và ông ngay cái ngày mà ông đi giao tiền cho bả đó. Vậy ra cậu định mang cái đoạn ghi âm đó để ra uy hiếp tôi hả? Tôi không cần gì hả ông, mắc gì tôi phải uy hiếp? Cái tôi cần là mạng đền mạng kìa. Bác sĩ hẹn gặp bệnh nhân là cái chuyện hết sức là bình thường. Chẳng lẽ hay ai gặp mẹ cậu ngày hôm đó cũng đều là hung thủ giết chết mẹ cậu hay sao? Cái đó tôi không cần biết. Thì tôi cứ đưa đoạn ghi âm đó cho bên công an, họ sẽ làm rõ. Tôi đoán có phải không nha? Nếu thật sự cậu muốn á, là cậu đã đưa cái đoạn ghi âm đó cho công an rồi, đâu có cần tới đây để gặp tôi, đúng không? Cái tôi cần ở đây á là ông tự ra đầu thú kìa. Tôi không hại mẹ của cậu, bắt chứng gì tôi phải ra đầu thú? Tôi nói nghe, thay vì mình làm những chuyện không có kết quả, cậu nên suy nghĩ về tương lai của mình thì hơn. Ý ông nói vậy là sao? Mẹ cậu đã chết rồi, bây giờ cậu có làm gì á thì bà ấy cũng không sống lại được đâu. Thay vì phải mất thời gian tìm ra nguyên nhân về cái chết của bà ấy, thì cậu hãy suy nghĩ làm sao để mà đổi đời đi. Đó mới là cách báo hiếu thiết thực nhất để làm cho bà ấy yên lòng để chín suối. Nếu có cần gì á, cứ gọi cho tôi nha. Dù gì cô Tám cũng là người quen của tôi. Thưa chú, chú cho con hỏi đây có phải là nhà của cô Tám không chú? Bà chết rồi, tìm bà làm gì? Bây giờ mà có tới cào nhà tôi cũng không có tiền đâu mà tôi trả. Dạ, chú đừng có hiểu lầm. Thật ra con biết là cô Tám mới vừa qua đời, nên con tới đây để thắp một nén nhang. Chú cho con vô thắp nhang cho cô Tám nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Mà cậu là ai? Mà cậu biết con vợ của tôi? Nhìn cậu đâu có giống như người lao động cực khổ giống như vợ chồng tôi. Dạ, con là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện mà cô Tám hay dẫn người quen tới khám. Con thấy cô cũng vui vẻ nhiệt tình nên con mến. Ủa, ai vậy ba? Má mày làm môi giới cho bệnh viện hồi nào vậy? Nên bà chết mà bác sĩ phải tới để đốt nhang. Anh ở bên bệnh viện Á Châu hả? À, đúng vậy. Cô Tám có hẹn đưa người quen đến gặp anh để khám bệnh, mà lâu quá anh không thấy, cho nên Tôi nghe nè. Gì vậy? Chú Tám hả? Chú qua chở tôi đi liền được không? Được. Tôi đang rảnh mà. Rồi đi liền phải không? Rồi tôi tới liền. Thông cảm nha, tính chở cậu đi mà bây giờ khách quen điện tôi bỏ không có được.
Dạ. Cậu đi taxi đi nha. Dạ không sao đâu chú. Cậu ở nhà chơi ha. Dạ dạ. Tôi đi à. Dạ chào chú. Ba đi cẩn thận nha ba. Ở nhà nghe mày. Dạ. Thật ra anh tới đây vì chuyện gì? Tôi dám chắc là anh không tới đây để thắp nhang cho má tôi đâu. Mấy người cậu sang như anh á, làm sao mà quan tâm đến những người nghèo khổ như chúng tôi được. Tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Tin hay không là tùy em. Nhưng có một điều anh muốn nhắc cho em nhớ. Đừng quá thân thiết với bác sĩ Minh. Người đó không đáng tin đâu. Anh đã biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và ông Minh mà anh khuyên. Thực ra ở bệnh viện á, anh có thấy em đến tìm bác sĩ Minh. Chốn thanh thiên bạch nhật như vậy á, em giấu được cái gì? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh định đem tôi ra để làm vũ khí để giải quyết thù hằn của hai người hay sao? Nè, em đừng hiểu lầm. Thật ra thì anh thấy cô Tám là một người dễ mến, cho nên anh muốn giúp, giúp gia đình của em để tìm lại được công bằng mà thôi. Ok. Tôi muốn nói chuyện với anh gấp. Gặp tôi ngay, không anh sẽ hối hận. Sao vậy? Sao kêu anh ra đây mà không nói năng tiếng nào hết vậy? Anh còn nhớ là lần trước anh hứa giúp tôi những gì? Thì em đã gọi anh ra đây. Anh hiểu ý của em à? Vậy thì anh nói kế hoạch của anh cho tôi biết đi. Nhưng trước tiên, anh muốn biết là em đang giữ bí mật gì của bác sĩ Minh. Anh chỉ cần biết tôi đang nắm thóp của ông Minh là được. Nhưng những điều đó có gây áp lực được với nó không? Mình có điều khiển được nó không? Cái đó mới là điều quan trọng. Nhưng bây giờ tôi không muốn nói cho anh biết. Sao vậy? Vẫn chưa tin tưởng nhau à? Nếu như anh muốn tôi nói cho anh biết thì anh phải hiện tâm ý của anh cho tôi thấy đi. Hay. Hay à. Ok. Cậu phải nhớ là bác sĩ Minh rất sợ mất danh tiếng và uy tín của mình, tại vì nó đang quen với con gái của giám đốc bệnh viện. Cô ta tên gì? Nguyễn Lan. Đừng có tới đây. Tại sao mày giết tao? Tao chết hoàn quá vì hung thủ giết tao vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Bác sĩ Minh, tại sao mày giết tao? Trả mạng cho tao. Tao ở dưới, tao lạnh lắm, tao cô đơn lắm. Đi xuống với tao. Không, đừng có tới gần tôi mà. Xin tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Mày đã giết tao, bây giờ mày phải trả mạng cho tao. Đừng mà. Bây giờ bà muốn gì tôi cũng chấp nhận hết. Bà Tám, xin bà hãy tha cho tôi đi. Tôi sẽ bù đắp cho con trai bà hết mà.
Tại sao? Tại sao lại giết tao? Thật ra thì tôi... Thì ra là giả ma. Mày là ai? Thì ra là cậu. Có phải cậu vẫn nghĩ tôi giết mẹ của cậu, cho nên cậu đã dựng ra màn kịch này không? Tôi không tin ông là ông không dính dáng gì tới cái chết của má tôi. Tôi biết là cậu rất đau khi biết mẹ của mình chết một cách tức tử như vậy. Nhưng tôi thú thật với cậu, cái chết của mẹ cậu không hề liên quan gì tới tôi hết. Nếu như mà ông không liên quan á, thì việc gì ông phải hoảng sợ như vậy, đúng không? Ông đừng cố che lấp tội ác của mình. Tôi hỏi cậu bất ngờ gặp ma ai không sợ? Nếu như ông không làm chuyện gì mờ ám thì tại sao ông phải sợ? Tôi không muốn đôi co với cậu nữa. Sợ dĩ lần trước tôi nói muốn giúp cậu một số tiền là vì tôi thấy thương vào hoàn cảnh của cậu thôi. Chứ thật ra tôi với cậu và mẹ cậu chẳng nợ nần gì. Ông đừng có dùng những lời lẽ ngụy biện đó mà mong rằng thuyết phục được tôi. Cậu tin hay không thì tùy cậu. Với lại, tôi nghĩ chắc có người đã xúi giục cậu làm chuyện này đúng không? Không ai xúi tôi hết. Tôi chỉ đòi lại công bằng cho cái chết của má tôi thôi. Cậu bắt nhốt người và hành hạ người trái phép như vậy, nếu tôi tố cáo thì cậu sẽ ngồi tù đó. Ông không cần hù tôi. Nếu như bây giờ á, tôi giết ông và ném xác xuống sông thì mọi dấu vết coi như xóa sạch. Nè, đừng có làm bậy nha. Nếu vậy á, thì để tôi coi thành ý của ông như thế nào. Thôi được, cậu cần tiền chứ gì, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Tiền tất nhiên là phải lấy rồi, nhưng tôi muốn làm rõ về cái chết của má tôi kìa. Tôi đã nói với cậu là tôi không liên quan gì tới cái chết của mẹ cậu hết. Cậu thử nghĩ đi, bản thân tôi đâu có thiếu gì, từ danh vọng địa vị đến tiền bạc. Thử hỏi tôi có ngu dại gì mà dính líu tới cái vụ giết người hay không, để được cái gì? Cậu đừng có nghe người khác xúi rồi trở thành con cờ trong tay của họ, để sau này người được lợi là bọn họ kia chứ không phải là cậu. Dù cậu có làm cái gì thì mẹ của cậu cũng không bao giờ sống lại được. Vậy tại sao cậu không sống cho bản thân mình đi? Có được một số tiền thì cuộc sống của cậu sẽ khác liền. Cậu có thể dùng số tiền đó để kinh doanh hay là làm chuyện gì đó cho tương lai của cậu sau này, không tốt hơn bây giờ sao hả? Được, tôi cần 100 triệu. Tôi chỉ là một bác sĩ làm công ăn lương thôi, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đưa cho cậu? Nè, mày đừng có lừa tao. Còn không thì thôi. Với tao hả? Một giá cuối 50 triệu. Nếu cậu muốn thì nhận 20 triệu, còn không thì thôi. Tôi không còn nhiều tiền để đưa cho cậu đâu. Mày đừng quên là tao đang nắm giữ bí mật của mày. Nếu như mày không muốn cô Nguyễn Lan xinh đẹp của mày biết chuyện mày có vợ bên ngoài, nghe. Tự xử đi. Mày muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ mày thì đừng có trách tao. Sự nghiệp của tao không thể tiêu tan vì một thằng nhảy tranh như mày. Nếu có trách thì tự trách mình đi. Trời ơi, dễ thương quá con ha. Dạ. Công nhận nha, thời bây giờ may đồ con nít gì mà đẹp quá trời quá đất à. Cái thời mà má đẻ con á, dễ gì mà có bộ đồ đẹp như vậy. Quá nè, ông nhìn coi nè, đồ đẹp quá trời quá đất nè, thấy không? Ừ. Cái thời đó chỉ có mấy cái nhà giàu khá giả thì người ta mới mua đồ cho con nít thôi. Ừ. Chứ
xã hội bây giờ phát triển cho nên bây giờ mấy đứa con nít rất sướng vậy đó, chứ đó cực lắm con ơi. Đẹp quá. Dạ, dạ. Con. Thưa ba má, con Ủa? Mới qua. Mới qua hả con? Nè con, trời ơi, coi nè, Mai Anh nó mua quá trời đồ con nít luôn nè. Đẹp, cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Nhìn yêu quá trời yêu nè. Nhưng mà ở nhà đâu? Có đủ hết mua rồi, anh còn mua thêm chi nữa vậy? Bà đưa tôi coi. Đâu có gì, anh mua ít đồ khô cho ba má dùng khi tiện ở nhà đó mà. Với lại mua ít sữa bầu cho Mai Anh. Nè con, thôi con đang bận rộn như vậy, con lo đi làm đi. Còn mấy cái thứ này, thí dụ mà thiếu á, má với Mai Anh đi mua được rồi, đừng có bận tâm nghe không. Dạ. À quên nữa, nè bữa nãy lại ăn cơm nghe, má xuống má bắt nồi cơm cái là xong liền à. Đồ ăn má làm xong rồi. Dạ khỏi đi má, tại vì con ghé thăm ba má với lại Mai Anh chút xíu rồi con phải vào bệnh viện. Hôm nay con có ca trực trong đó, với lại con có đặt cơm ở căng tin rồi. Ôi trời ơi, vậy đó hả? Tưởng đâu chưa đặt á thì thôi, đang cơm với gia đình đi, xong rồi đi cũng kịp mà. Dạ để hôm khác nha má. Ừ. Ba, giờ đây ba có thường xuyên ra ngoài để chăm cứu không? Ừ, cũng thỉnh thoảng. Ba, con nghĩ nếu như bệnh nhân họ bệnh nhẹ thì ba kêu họ tới nhà để ba chăm cứu đi, chứ ba cũng lớn rồi, ra ngoài đường không có tiện cho lắm, nhất là đừng có nên về khuya. Ta đâu, nhưng mà ông á, đừng có chiều người ta quá. Cái gì đâu mà bệnh nhẹ cũng kêu, bệnh nặng cũng kêu. Nói thiệt nha, thí dụ như con nít á, hay người già, người ta kêu thì thì mình tới. Còn thanh niên á, thanh niên luôn á, bà cũng làm biếng kêu ổng tới tận nơi để mà chữa bệnh, coi chịu nổi không, vậy mà cũng đi. Bà cứ suốt ngày so sánh hoài, hơn thua chút xíu như vậy được cái gì? Họ sống sao thì kệ họ ha, miễn sao là mình sống đúng với lương tâm của mình là được rồi. Mệt bà quá. Hả? Ông có mang đủ số tiền tôi cần không? Không có thiếu đồng nào đâu. Hãy nhớ của tôi đâu. Cậu không sao chép đó chứ? Anh yên tâm, bạn gốc đó. Cảm ơn nha. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Phi à? Phi à? Cô lên đi. Alo? Từ từ thôi. Sao anh lại gặp được anh ta vậy? Anh vô tình gặp cậu ta bị nạn nên đưa về đây luôn. Tôi đang ở đâu vậy? Ở bệnh viện. Có người thân nào đi với anh không? Không. Cậu ta không có người thân đi cùng, tính sao giờ bác sĩ? Cậu ta bị thương nặng lắm, chúng ta phải cứu cậu ta thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, cậu ta không có người thân đi cùng. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho cậu ta. Chúng ta là y bác sĩ mà, không thể nào để cho bệnh nhân gặp nguy hiểm như vậy được. Bác sĩ Kim, anh điều trị cho tôi đi. Thì ra là người quen của bác sĩ Kim. Như vậy là tôi yên tâm rồi. Bác sĩ Kim, anh đảm nhận ca này nha, cố gắng mà giúp cho cậu ấy. Y tá. Dạ. Chọn cho cậu ấy phòng tốt nhất cho tôi,
Dạ bác sĩ. Cố lên, cậu sẽ vượt qua mà. Đi. Anh ra đây. Cái gì vậy? Anh với bệnh nhân đó có quan hệ gì vậy? Thì chỉ vô tình gặp nhau thôi. Mà tại sao anh quen được với cậu Tí vậy? Chẳng phải là anh đã nói là vô tình gặp cậu ta hay sao? Không phải, ý em nói là tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Mà cậu ta lại thuộc thành phần quậy phá, mà nói đúng hơn thì giống như là xã hội đen vậy đó. Bác sĩ mà giao du với mấy người đó không sợ bị đánh giá hả? Thực ra là mẹ cậu ta có quen biết với bác sĩ Minh. Bác sĩ Minh? Mẹ cậu ta quen biết với bác sĩ Minh hả? Mẹ của cậu Tý á, nắm giữ những bí mật của bác sĩ Minh. Và sau khi bà ta mất thì cậu Tý lấy những điều đó để mà gây áp lực với bác sĩ Minh. Anh từng tiếp cận cậu ta để khai thác thông tin. À, thì ra chính vì lý do này mà cậu Tý đó mới sợ bác sĩ Minh thừa cơ hội để hãm hại mình, nên mới nhờ anh điều trị đúng không? Có lẽ là vậy. Vậy bây giờ anh đã mo được thông tin gì từ cậu ta chưa? Chưa, có lẽ là thời gian anh em gặp nhau ít quá, cho nên cậu ta vẫn chưa tin tưởng anh. Anh nè, nếu mà đã vậy anh phải thực sự cẩn thận, và nhất là phải bảo vệ cậu Tí đó. Tại vì bác sĩ Minh nham hiểm và nguy hiểm hơn nhiều những gì mà mình nghĩ đó. Anh ta sẵn sàng loại bỏ tất cả những gì mà anh ta xem là rào cản, cản bước đi của mình. Anh biết, nhưng nếu chúng ta khai thác được những bí mật của bác sĩ Minh qua cậu Tí thì tụi mình sẽ lần ra những điểm yếu của bác sĩ Minh, và cơ hội giành mặt bác sĩ Minh sẽ không còn lâu nữa. Chào, sao rồi? Thấy khỏe chưa? Bác sĩ Khiêm, anh cho tôi xuất viện được không? Vết thương của cậu khá là nặng, nên ở lại theo dõi thêm một thời gian. Khi nào sức khỏe của cậu ổn định, tôi sẽ để cho cậu đi. Nhưng tôi sợ ông Minh sẽ không tha cho tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bác sĩ Minh làm hại cậu đâu. Dù sau đi nữa, ở đây cũng là bệnh viện, hắn ta không dám manh động đâu. Yên tâm đi. Thôi, đừng có lo, cứ nghỉ ngơi đi, không sao hết. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Ủa, anh Minh. Chào em. Hình như bệnh nhân đó trước kia là người quen của anh Khiêm thì phải. Trước đây em từng qua lại với anh Khiêm, em có biết người đó không? Em chưa từng gặp người này, nhưng nhìn cậu ta có vẻ không đàng hoàng. Tôi đi à? Tại sao bác sĩ Kim lại quen với thằng Tý chứ? Giữa họ có quan hệ gì? Nếu để hai người đó liên kết với nhau thì mình sẽ gặp rắc rối. Nếu thằng Kim biết chuyện mình đã cưới mẹ anh thì những mưu tính của mình coi như mất trắng. Mình không thể nào để chuyện này xảy ra được. Anh đang nghĩ tới cô nào vậy ta? Ngoài em ra, anh làm gì còn cô nào mà dám nghĩ hả? Có thiệt là không nghĩ tới cô nào không? Nói cho em nghe đi. Thiệt mà, không có. Chẳng qua là anh đang thắc mắc tại sao bác sĩ Khiêm lại qua lại với cậu Tí. Vì cậu ta là người của băng nhóm Sao Hơi Đen mà. Em thấy đúng không? Biết đâu họ chỉ là tình cờ quen nhau thôi. Anh thì không nghĩ vậy, vì anh thấy họ có vẻ thân nhau lắm, chứ không đơn thuần là chỉ quen biết nhau. Em có biết là khi vừa nhập viện, cậu Tý đã chỉ định trực tiếp là muốn bác sĩ Khiêm
chữa trị cho cậu ta, chứ không muốn bác sĩ nào khác hết. Nếu đúng là anh ta qua lại với những loại người đó thì chắc chắn là em sẽ báo với ba xem xét lại nhân cách của bác sĩ Khiêm. Thậm chí em có thể cho thôi việc luôn. Em không thể nào chấp nhận được việc bác sĩ trong bệnh viện của mình lại qua lại với côn đồ như vậy. Nếu vì chuyện này mà đuổi bác sĩ Khiêm thì tội nghiệp cho anh ta lắm. Hay là em coi như chưa nghe chưa biết chuyện này nha. Anh đừng có nhân từ như vậy. Những việc như vậy thì phải làm thẳng tay. Em không bao giờ để cho người khác làm ảnh hưởng tới bệnh viện của mình. Anh hiểu không? Con có chắc là bác sĩ Khiêm với lại cậu Tý có mối thân tình không? Biết đâu họ chỉ tình cờ quen nhau, hay trước đây đã từng giúp cậu Tý đó chuyện gì thì sao? Bà, với địa vị và danh dự của một bác sĩ thì cho dù như thế nào cũng không được có bất cứ mối quan hệ gì với những thành phần đó. Như vậy không chỉ làm ảnh hưởng tới danh dự của anh ta mà còn ảnh hưởng tới bệnh viện của chúng ta nữa. Nếu nhún nhường bỏ qua cho anh ta thì hậu quả sau này sẽ rất khó lường đó ba. Thà bây giờ mình cứ giải quyết một lần luôn cho xong đi. Cái gì thì cũng phải có bằng chứng. Chúng ta không thể nào chỉ nghe qua hay là nhìn vào một cái hình ảnh bị đưa ra rồi chúng ta kết luận quá vội vàng. Con nghĩ là ba nên cho người điều tra anh ta đi. Nếu quả đúng anh ta có qua lại với những người đó thì ba cứ đuổi việc anh ta luôn cho rồi. Anh Khiêm, anh muốn có bạn mới thì cũng nên chọn bạn đàng hoàng để mà chơi, chứ đừng có chơi với những loại người như vậy. Ủa, em nói như vậy là sao? Anh không hiểu. Anh đừng có giả nai. Anh đã quen với một bệnh nhân khi mới vừa nhập viện. Cả cái bệnh viện này ai mà lại không biết người đó không đàng hoàng. Lan à, em đừng có hiểu lầm. Anh cũng chỉ mới gặp cậu ta mà thôi. Anh nghĩ ai cũng tin những lời giải thích đó hay sao? Nhưng thôi, cuộc đời của anh tốt hay xấu, sướng hay khổ là do anh tự quyết định. Dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau, cho nên tôi mới khuyên anh như vậy. Tôi khuyên anh nên đi lên bằng năng lực của mình, chứ đừng dùng những chiêu trò mưu kế, vì như vậy sẽ không tồn tại được lâu đâu. Giám đốc. À, ngồi đi. Dạ. Tôi nghe nói có một bệnh nhân mới vào ở khu B là người quen của bác sĩ đúng không? Dạ, đúng là con với cậu ta đã từng gặp nhau, nhưng chỉ là tình cờ quen nhau thôi, chứ không có thân thiết, chỉ là người khác lầm tưởng. Không phải là tôi muốn kiểm soát các mối quan hệ của cậu, nhưng mà tôi nghe nói cái người đó là dân xã hội đen. Tôi không muốn người của bệnh viện mình qua lại với thành phần đó. Con hiểu ý của giám đốc muốn nói chuyện gì. Thật ra trước đây ở bên ngoài con từng vô tình giúp cậu ta khi cậu ta gặp nguy hiểm, cho nên bây giờ khi gặp lại cậu ta muốn nhờ con điều trị giúp bệnh, chứ cũng không phải là bạn bè thân thiết gì hết. Bản thân con là một bác sĩ nên con không thể nào thấy chết mà lại không cứu được. Càng không thể nghĩ là người đó là xã hội đen mà để cho họ chết được. Như vậy không đúng với lương tâm của một người thầy thuốc. Cô tin rằng nếu như giám đốc là con thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Nếu thật sự vì lòng nhân từ mà con cứu người thì bác ủng hộ. Dạ. Nhưng mà đừng có để chuyện riêng bên ngoài làm ảnh hưởng đến công việc lẫn danh dự nghề nghiệp của mình. Sẽ không tha thứ một cá nhân nào vì cái chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện. Dạ, con biết rồi. Ừ, thôi con đi làm việc đi. Dạ, con xin phép. Ba, ba điều tra anh ta ra sao rồi? À, không như con nghĩ đâu. Anh ta nói với ba những điều gì? Anh ta nói gì ba cũng tin sao? Trời,
Có tên trộm nào mà chịu nhận mình là trộm đâu hả ba? Ba nghĩ là con nên kiềm chế lại cái tính nóng nảy của con đi. Ba tin vào lời của bác sĩ Khiêm. Rồi đây, ba sẽ phải hối hận với cái sự nhân từ của mình. Anh đang ở trước nhà hàng nè. Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh tới đây hồi nào vậy? Em đang làm cái gì vậy? Vợ thì sắp sinh, còn em, em lại cặp kè với người phụ nữ khác như vậy sao? Nghe nói đi, đi về chăm sóc cho mẹ anh và rời xa người phụ nữ đó, nếu không thì đừng có trách anh. Làm cho xong việc cái đã. À, em ơi. Dạ. Em nên để ý cậu Tý giúp anh nha, đặc biệt là bác sĩ Minh. Tại vì hiện tại bây giờ là cậu Tý đang nắm giữ bí mật của nó. Em hiểu ý anh không? Ừ, em biết rồi. Vậy thôi để em đi thăm bệnh một chút nha. Ừ. Đỡ chưa? Đỡ chưa? Tao nói mày đâu có nghe tao, thấy chưa? Giao lưu với bọn xấu làm gì? Đó, bây giờ mày nằm đây nè, có thằng nào lo cho mày không? Hay là thằng già này lo cho mày? Cũng may à, nhờ có bác sĩ Khiêm đóng tiền viện phí á, chứ không thôi là trào máu rồi. Tao làm gì có tiền lo cho mày? Mỗi lần tới đây là bay chửi à, mỗi lần tới đây bay chửi à. Thôi bay đi về đi. Nói tới mày là mày vậy không à? Mày không thấy cảnh má mày hả? Đó, chết vì bọn xấu đó, thấy chưa? Cái chết của má không phải như ba nghĩ đâu. Tôi nghĩ bả chết là bị người ta giết đó. Thì đúng rồi, thiếu nợ giang hồ không có tiền trả thì nó xử bả chứ sao. Thôi tôi không muốn cãi với ba nữa, ba đi về đi. Nói mà cãi con cái gì. Alo. À, liền bây giờ hả chị? Dạ rồi tôi tới liền. Rồi, có khách kêu rồi. Vô thăm mày cũng không được nữa, thấy chưa? Bây giờ phải chạy mối quen, phải chạy chở người ta. Thôi nằm đó đi. Chiều mày ăn cái gì không tao mua. Nếu bà thương tôi á, bà mua tôi tô bún mắm đi. Trời, mày muốn theo má mày luôn hả? Mày nghĩ sao mày bệnh về mày đầu mày ăn bún mắm? Mà thôi khỏi luôn đi. Chiều tao có gì tao mua cái đó. Tao không có tiền đâu mua cao lương mỹ vị cho mày ăn. Chiều tao mua cháo trắng cho mày ăn tiếp. Giữ gìn sức khỏe nha. Chiều tao vô. Bà đi cẩn thận đó. Em nên vui vì có người cha lo cho mình như vậy mới phải đó. Ổng suốt ngày chửi tôi, thương yêu gì. Tại em không biết á, cha em la em là vì muốn em nên người thôi, chứ không có cha mẹ nào mà không thương con hết đó. Hôm nay em thấy trong người sao rồi? Nay tôi cũng đỡ rồi. Sáng giờ bác sĩ Minh có đến thăm em không? Nghe chị dặn nè, nếu như mà có bác sĩ Minh tới hay là bất kỳ người nào có thể gây bất lợi cho em á, thì em bấm chuông cấp cứu nha, sẽ có người đến giúp em liền, nghe chưa? Thôi em nghỉ ngơi đi nha. Ừ.
Anh đến đây làm gì? Bình tĩnh đi. Làm gì mà nhìn cậu có vẻ lo sợ quá vậy? Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau. Chẳng lẽ tôi lại hại cậu sao? Tao với mày chỉ có thể là một mất một còn. Tất cả những gì hôm nay là do mày tự chuốc lấy. Bộ anh tính làm gì tôi hả? Anh đừng có làm bậy nha. Dạo này tôi thấy cậu có vẻ khó ngủ, cho nên tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần để cậu dễ ngủ. Không, không, tôi không cần. Ê, bình tĩnh, không sao đâu, sẽ xong nhanh thôi mà. Không, 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 không. Ngủ ngoan nha. Trời ơi, sao đồ ăn còn nguyên vậy? Em không chịu ăn, không chịu uống thuốc, rồi sao mà hết bệnh được không biết nữa. Em sao vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Anh ơi, em tí gặp chuyện rồi, nhanh lên đi anh. Cái gì, cô ta bị sao? Anh nhanh đi, đi theo em. Anh ta đã đi trước mình một bước rồi. Thì à, tí, cô nghe nè, cô nghe nè. Nè, nhìn nè, nhìn nè. Không ổn rồi. Đưa cô ta tới phòng cấp cứu, nhanh. Dạ, nhanh. Anh ừ? Uống nước đi. Bộ ở bệnh viện có chuyện gì không vui hay sao mà nhìn anh suy nghĩ nhiều vậy? Thì cũng có mấy chuyện xoay quanh những bệnh nhân thôi mà. Nếu anh mệt thì anh xin nghỉ vài hôm đi, nghỉ cho nó khỏe. Không sao đâu. À, mấy hôm nay anh có ghé qua chỗ anh Hào không? Không. Bộ hai người có chuyện gì hả? Không có gì hết. Nếu mà có thời gian thì anh nên ghé thăm anh hai. Nếu mà không có anh hai thì... Coi bộ, em quan tâm anh ấy còn nhiều hơn chồng của em nữa. Em không có ý đó. Anh về bệnh viện đi. Ủa, nó đi rồi hả con? Dạ. Ủa, ba con về rồi kìa. Sao không? Con nhỏ đó đỡ không? Cũng đỡ rồi. Tay của nó cử động được rồi. Vậy cũng mừng cho nó. Nhà nghèo quá mà. Với lại lại là con gái nữa. Rủi nó bị liệt không biết tính thì sao luôn á. Tình trạng của nhỏ này giống như tình trạng của thằng Minh lúc nhỏ vậy đó. Ủa vậy hả? Ừ. Nếu vậy là ông chữa khỏi được rồi. Thì kiên trì chắc được thôi. Con muốn đi vô hả? Dạ. Còn mẹ anh sao bữa nay thấy nó không được vui gì bà? Ông vừa rồi thằng Minh nó có về đây. Ừ thì hồi nãy tôi có thấy nó đi ra. Rồi sao nữa? Thì muốn thằng Minh quan tâm đến anh hai nó nhiều hơn thôi, chứ không có ý gì đâu. Thì đó, tôi nghĩ ý thằng Minh á, nó không muốn con Mai Anh quan tâm tới thằng Hào nhiều quá. Bị gì dù sao trước đây hai đứa nó cũng quen nhau mà. Đáng lý á là thằng Minh phải biết thương và quan tâm đến anh hai nó nhiều hơn. Nếu như mà thằng Hào á mà không hy sinh cho nó mọi thứ thì làm sao nó có được như ngày hôm nay.
Ngay cả cái chuyện mà cưới con mày anh cũng vậy. Học cao mà đầu óc nó không có mở rộng chút xíu nào hết trơn, trời vậy. Trời ơi, ông sao vậy? Dù sao bây giờ thằng Minh nó cũng là rể của ông rồi. Ông á, sao mà mỗi chút là ông trách cứ nó làm sao vậy? Tính tôi thẳng vậy đó, nghe được thì nghe không được thì thôi. Trời, gì kỳ vậy trời. Bác sĩ Minh. Nè. Kêu tôi à? Ờ. Anh đã làm gì cậu Tí vậy? Bác sĩ Khiêm, bệnh nhân đó là do anh đảm nhận mà. Sao bây giờ quay qua thắc mắc với tôi là sao? Ok, đúng là tôi trực tiếp điều trị cho cậu ấy. Nhưng tôi không biết là trong bệnh viện này có một tên tiểu nhân nào đó. Nó lợi dụng lúc tôi đi vắng, nó tiêm thuốc cho cậu Tí. Nè, bác sĩ Khiêm, nếu như không có bằng chứng thì đừng vu khống cho người khác. Tôi nói cho anh biết, anh cũng thừa biết cái tội vu khống nếu mà bị người khác kiện thì anh đi tù đó chứ chẳng chơi đâu. Đừng có đổ tội cho người khác, hãy xét lại khả năng làm việc của mình đi. Anh đợi coi với ta làm gì. Anh ta sẽ không. Cậu sao rồi? Cậu thấy sao? Cậu Tí à? Nè, bây giờ cậu thử cử động giùm tôi cái ngón chân. Từ từ thôi, từ từ, không cần gấp. Cử động giùm tôi nè, nhẹ thôi cũng được. Rồi, rồi. Bây giờ ngón tay nè, ngón tay nè, ngón tay nè, ngón tay này của cậu nè. Cử động giùm tôi. Rồi, 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 tốt lắm. Hiện tại bây giờ cô đang hồi phục. Từ từ rồi sẽ ổn thôi, yên tâm. Đúng là ông trời không phụ lòng mình rồi anh. Tí à, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không sao hết, cứ yên tâm. Tốt lắm. Anh, hay là bây giờ em thấy mình gắn camera phòng Tí đi, để cho dễ theo dõi. Anh thấy cũng có lý đó. Thời gian thì anh nên ghé thăm anh hai. Nếu mà không có anh hai thì... Coi bộ em quan tâm anh ấy còn nhiều hơn chồng của em nữa. Em không có ý đó. Anh mua ít đồ khô cho ba má dùng khi tiện ở nhà đó mà. Với lại mua ít sữa bầu cho mẹ anh. Nè con, thôi con đang bận rộn như vậy, con lo đi làm đi. Còn mấy cái thứ này, thí dụ mà thiếu á, má với mẹ anh đi mua được rồi. Hai đứa định đi đâu vậy? Em đưa mẹ anh đi khám thai, sẵn chở mẹ anh đi ăn luôn. Em làm như vậy phải đấy. Dù có bận rộn cỡ nào đi nữa, cũng phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình vợ con. Em biết mà, thôi tụi em đi nha. Có lẽ mình đã sai khi sống trong quá khứ với anh Hào quá lâu. Bây giờ mình phải sống cho hiện tại. Vì con của mình, dù bận rộn, nhưng mình gần đây cũng đã quan tâm, chăm sóc mình. Có lẽ mình nên mở lòng để không phải nặng nề. Và con của mình sau này nhất định sẽ lớn lên trong một gia đình thật hạnh phúc.
Nhưng mà hôm nay không may mắn cho cậu rồi. Tôi sẽ giải thoát cho cậu, để cậu sớm không phải chịu cảnh đau khổ như vậy nữa. Mẹ cậu đang chờ cậu đó. Bây giờ đi gặp bà ấy nha. À, quên, còn một chuyện tôi nói ra có lẽ cậu sẽ an tâm mà nhắm mắt. Cái chết của mẹ cậu, chính tôi đã cho người giết bà ta đó. Sao, muốn giết tôi hả? Để trả thù cho mẹ cậu à? Làm đi. Đúng rồi, mạnh lên, mạnh lên. Sao quỷ quá vậy? Thôi đủ rồi, nếu cậu không làm được, để tôi tiễn cậu xuống gặp mẹ cậu. Rồi, nhanh đi anh. Tí à, không kịp nữa rồi. Hai cô ra ngoài chuẩn bị băng ca đi. Dạ. Dạ. Rõ ràng là lúc nãy vẫn còn sống, vẫn còn rất ổn, bây giờ thì lại như vậy. Có nghe chuyện này là do anh ta làm không?
chắc chắn là thằng Minh đã làm. Tại vì cậu Tí đang giữ bí mật của nó, nó phải giết để mà bình miệng. Anh phải đi tìm nó. Đừng anh, mình không có bằng chứng. Anh nói làm sao mà hắn ta nhận? Hơn nữa bây giờ hắn quay lại đổ thừa cho anh là làm chết bệnh nhân với giám đốc. Chứ bây giờ muốn sao? Chẳng lẽ anh và em đứng đây nhìn nó làm những chuyện độc ác như vậy hả? Anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ anh nóng giận là mình thua đó. Thua rồi. Mình đang thua nó một bước đây nè. Em về trước ha. Ừ. Bye bye anh. Khoan đã. Cho anh hôn một cái nữa. Em về á. Mày anh. Em à. Mày anh à. Đứng lại Mai Anh. Mai Anh, có chuyện gì? Mai Anh. Mai Anh à. Mai Anh. Tỉnh dậy đi Mai Anh. Mai Anh à. Có sao không Mai Anh? Mai Anh ơi. Sao giờ này nó gọi cho mình vậy? Alo. Sao? Mai Anh đang bị tai nạn nằm ở bệnh viện à? Được rồi, anh tới liền. Ông ơi, có điện thoại nè. Bà nghe giùm tôi đi. Cái gì? Con Mai Anh nó bị tai nạn hả? Rồi nó có sao không? Còn chưa tỉnh lại hả? Tôi chết rồi. Ông ơi. Vậy có chuyện gì bà la bè hải vậy? Ông ơi, con Mai Anh nó bị tai nạn rồi. Mà nó bị có nặng không? Tôi không biết nữa, bây giờ nó chưa tỉnh nữa nè. Bây giờ sao đây? Trời ơi, chết rồi. Có cái gì đâu mà bà khóc lóc. Bà đứng giùm tôi đi. Bây giờ cái quan trọng là phải vô bệnh viện coi bệnh tình nó làm sao. Đi bà, khóc hoài. Để lên. Con, đi vô đó con. Sao rồi con? Mai Anh nó sao rồi con? Hả? Bác sĩ đang cấp cứu bên trong, chưa biết kết quả ra sao. Mà sao lại ra nông nổi này chứ? Chưa chi gì mà bà la, bà khóc trùm beng rồi. Để từ từ coi sao đã. Biết đâu nó chỉ bị trầy nhẹ sơ sơ thôi. Trời ơi, trầy nhẹ cái gì? Nó té đó. Mà tới bây giờ mà nó còn chưa tỉnh nữa kìa. Mà đâu phải nó một mình đâu, bây giờ nó hai người. Bây giờ làm sao đây trời ơi. Biết đâu Mai Anh vì quá sợ nên bị ngất xỉu cũng không chừng. Người hiền như Mai Anh, có nghĩ ông trời cũng sẽ thương mà. Trời ơi, nếu lúc đó nó cho tôi đi cùng thì đâu có ra nông nổi như vậy. Bà hay quá ha. Bà đi cùng có khi vợ bà nằm chung với nó trong luôn rồi đó. Phải chi nó đừng có đến tìm thằng Minh thì đâu có xảy ra chuyện như vậy. Cái xu nó đến làm sao mà biết mà tránh được. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Bà đang làm cho mọi người rối trí thêm đi nè. Chứ tôi lo quá, chứ bây giờ biết làm sao. Cái bà này thiệt tình à. Làm sao tôi không lo được, con tôi đang ở trong đó mà. Được rồi Dương à. Trời ơi. Nhưng mà lúc nó bị tai nạn con ở đâu? Tại sao con lại để như vậy hả? Dạ, lỗi là tại con. Vì lúc con lấy xe định chở Mai Anh đi ăn. Con ơi, con vào trong lấy xe, vừa ra ngoài thì Mai Anh đã bị tai nạn rồi. Dù gì con Mai Anh cũng ổn rồi. Bây giờ cái quan trọng bây giờ là lo cho nó đi cái đã, còn mọi việc tính sao. Nhưng mà bây giờ con Mai Anh nó tỉnh lại, nó hỏi đứa nhỏ thì biết trả lời nó làm sao. Ừ thì nếu mà
Nó hỏi thì mình nói là đứa nhỏ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bởi vì nó sinh non mà. Rồi nó đòi tới thăm đứa nhỏ thì sao đây? Ừ, thì mình chỉ đại đứa nhỏ nào nằm ở trong đó cũng được. Rồi lỡ sau này về nhà rồi kiếm đâu ra đứa nhỏ đưa cho nó đây? Trời ơi, bây giờ ráng đối phó cho nó qua cái chuyện này đi đã, có gì từ từ mình tính tiếp. Khổ mà ghê. Dạ, dạ thôi con có việc, con xin phép con đi vô trước nha. Con đã tỉnh chưa? Cô ta chính là người phụ nữ ở bên ngoài đã khiến thằng Minh lạnh lùng với mấy anh. Ngồi đi cậu. Dạ. Dạ, con cũng xin phép được chia buồn với chú về chuyện của em Tí. Thật ra trong chuyện của em Tí, một phần cũng là do lỗi của con. Con là người trực tiếp điều trị cho em Tí, vậy mà trong lúc sơ suất con lại để cho em nó qua đời một cách bí ẩn như vậy. Không phải đâu cậu ơi, tôi nghĩ chắc là số phận của nó thôi. Dạ. Cậu đã tận tình cứu chữa cho nó mà, không lẽ cậu là người đi hại nó sao? Dạ, con cảm ơn chú đã hiểu và thông cảm cho con. Chú ơi, dạ, đây là tấm lòng của con, con mong là chú sẽ nhận. Thôi, cậu đừng có làm vậy kỳ lắm, cậu cất đi, tôi không có lấy đâu. Dạ không không, chú đừng có hiểu lầm ý của con. Con không phải là muốn dùng tiền để mà xóa hết mọi chuyện mà con đã làm. Chẳng qua là tấm lòng của con muốn trợ giúp cho chú một phần nào đó thôi. Dạ chú nhận giúp con nha. Chú nhận giúp con nha. Dạ con xin phép con vào trong thắp nhang. Dạ chú ơi, dạ tôi con cũng một lần nữa con thành thật chia buồn với chú. Dạ. Dạ thôi con xin phép con về. Dạ. Con có linh thiêng thì hãy phù hộ cho má của con mau khỏi bệnh nghe không con. Dù con không có duyên ở với gia đình này, nhưng mà tất cả mọi người ai cũng sẽ nhớ về con. Y tá Tuyết, hôm nay có một mình cô Trực ở đây hay sao? Dạ thưa bác sĩ trưởng Khoa, bác sĩ Khiêm đi ăn trước rồi. Còn bác sĩ trưởng Khoa bộ chưa đói hay sao mà ở đây ngó nghiêng hạch hoẹ vậy? Cô nói vậy có ý gì? Liệu mà cư xử sao cho đúng với cấp bậc của mình nghe chưa? Bác sĩ bị mất một chiếc nút kìa. Nút bỏ vô máy giặt bị mất thôi, chỉ là một chiếc nút thôi, cần gì cô quan tâm. Vậy nếu như tôi nói cái nút áo bị mất của trưởng Khoa rất giống chiếc nút áo trong tay của bệnh nhân Tí lúc chết, cho nên thắc mắc như vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Thay vì nghĩ những chuyện vô bổ đó, y tá Tuyết nên dùng cái não của mình để tập trung vô công việc thì hơn. Vì nghĩ đến tình xưa cho nên tôi chưa trình báo với giám đốc việc cô với bác sĩ Khiêm làm việc tắc trắc khiến cho bệnh nhân Tí chết bất thường. Chứ nếu không, cô chưa chắc ngồi yên để mà kiếm chuyện với tôi như vậy đâu. Liệu hồn đó.
với bác sĩ Minh có chuyện gì nữa hả? Anh có nhớ chiếc nút trên tay của Tý lúc bị giết không? Em vừa phát hiện trên áo của hắn mất một chiếc nút. Em dám chắc chính hắn là hung thủ giết bệnh nhân Tý. Em ăn nói cẩn thận, lỡ ai nghe được thì sao? Thì đã sao, cái chuyện này có gì đâu mà giấu. Em đã nói thẳng với hắn như vậy luôn rồi, để dò xét có trạng thái của hắn sao? Cái gì? Em nói với nó rồi hả? Ừ. Em làm như vậy sao được? Sao không được? Em làm như vậy thì chẳng khác nào là bứt dây động đường. Nó sẽ tìm mọi cách để xóa hết dấu vết. Tại sao em làm em không suy nghĩ trước vậy? Không, em nhất định sẽ không để cho hắn muốn làm gì thì làm đâu. Em sẽ giật mặt hắn. Em mới tới à? Ủa, anh sao vậy? Sao mời em đi uống nước mà mặt nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì hả? Mai anh bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện Á Châu. Trời, vậy mai anh có bị sao không anh? Mai anh thì qua cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé thì không giữ được. Trời ơi, thiệt tội cho Mai anh. Ủa mà Mai Anh có biết đã bị mất con chưa? Nếu mà biết chắc là phải đau lòng lắm. À, cái hôm mà ba em kêu anh về nhà em chơi đó, sao không thấy bạn trai của chị gái em tới chơi hả? Nghe đâu lúc đầu anh cũng có đến, nhưng mà sau đó có việc gấp ở bệnh viện, cho nên là anh phải về bệnh viện. Hèn gì hôm ấy anh thấy chị gái của em không được vui. Mà người đó tên gì vậy? Hình như là làm ở bệnh viện Á Châu luôn thì phải. Ừ, anh ta tên Minh, làm ở bệnh viện Á Châu luôn. Cũng vì làm chung bệnh viện nên hai người mới quen nhau đó. Người yêu của Uyển Lan chắc là thằng Minh rồi. Nè, anh đang suy nghĩ gì mà mặt anh căng thẳng vậy? À, đâu có gì đâu. Sao tự nhiên bữa nay anh lại có hứng thú nói chuyện về người yêu của chị Uyển Lan quá vậy? Trước đây anh đâu có quan tâm đến chuyện của người khác đâu. Tự dưng cái nghĩ đến nên anh hỏi thôi. Chút nữa anh đi em đến thăm Mai Anh nha. Anh nghĩ khi nào Mai Anh về em tới thăm cũng được mà. Sao vậy? Mình đi thăm bệnh mà mình chờ người ta về nhà rồi mình mới thăm thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tại vì giờ dì Tư đang buồn chuyện của Mai Anh. Vì mà thấy em, vì lại nghĩ tới Mai Anh, rồi buồn và khóc nữa. Nếu anh đã nói vậy thì khi nào Mai Anh về thì em sẽ đến thăm. Em muốn gì? Cho em đi cà phê sữa. Em ơi, cho ly cà phê sữa nha. Dạ. Mai Anh à, con nói gì đi. Sao con cứ như vậy? Ba má sợ lắm. Nói gì đi con. Ông hỏi nó coi, sao nó không phản ứng gì vậy? Ngay cả tôi với ông mà nó cũng không nhận ra nữa là làm sao? Bác sĩ nói là nó bị sốc tâm lý, cần phải có thời gian để cho nó hồi phục. Nhưng mà sao nó lại bị sốc tâm lý chứ? Chẳng phải trước khi nó đi tìm thằng Minh tâm trạng nó tốt lắm mà. Ông, hay là khi gặp nhau hai đứa nó cãi nhau? Ủa, mà cũng không phải. Thằng Minh nói là nó kêu con Mai Anh á đứng lại đợi nó đi lấy xe chở đi ăn mà. Vậy thì hai đứa nó đâu có chuyện gì xảy ra. Ba má. Ủa, Minh. Ba má đừng có quá lo. Thật ra bệnh của Mai Anh không khó trị, nhưng cần phải kiên nhẫn. Nhất là cần phải có người thân luôn bên cạnh. Tốt hơn hết thì
nên đưa bệnh nhân đến những nơi vui vẻ, những nơi có kỷ niệm đẹp trước đây để người bệnh mau hồi phục tâm lý lại. Thường trong những trường hợp này á, thì tâm lý của bệnh nhân sẽ phục hồi lại trong thời gian là bao lâu? Điều này còn tùy theo mỗi người. Có người bị mất ký tạm thời, chỉ vài ngày sau thì có thể hồi phục lại được. Nhưng cũng có người bị vài tháng vài năm. Có khi nào người bệnh vĩnh viễn không phục hồi được trí nhớ không con? Dạ cũng có, nhưng bệnh này thường do tâm lý thôi. Nhưng nếu gia đình người thân luôn bên cạnh trò chuyện thì bệnh sẽ sớm mau khỏi thôi. Ờ con, má nghe bác sĩ Kim nói cái bệnh này là do trước khi xảy ra tai nạn, còn mấy anh nó bị sốc tâm lý nên mới dẫn đến như vậy phải không con? Mà lúc mấy anh nó tới tìm con, hai đứa có xảy ra chuyện gì không? Thí dụ như cãi nhau hay là nói qua nói lại gì đó làm cho nó tổn thương, đại khái là như vậy có không con? Dạ không, tụi con đều vui vẻ, không có chuyện gì buồn hay là cãi nhau hết. Vậy thì lạ quá. Mà vậy tại sao nó lại bị như vậy hả con? Những phụ nữ mang thai thường gặp những biến cố như vậy, nên má đừng quá lo. Không lo sao được, đang yên đang lành tự nhiên bây giờ trở thành người ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy. Ngay cả ba má của nó còn không nhận ra đây nè. Về sức khỏe bây giờ mấy anh đã ổn, chỉ còn chấn động tâm lý thôi. Nên con nghĩ hay là chúng ta đưa mấy anh về nhà chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Ông thấy sao? Chứ tôi thấy cứ để cho mấy anh nó ở đây đi. Dù sao ở đây có đầy đủ thuốc men, với lại chồng nó ở bên cạnh nó, tôi nghĩ còn mấy anh sẽ sớm phục hồi hơn, đúng không ông? Bà muốn sao thì bà cứ làm vậy đi. Dạ thôi con về làm tiếp đây, lúc khác con sẽ tới. Dạ con chào dì, con chào chú. Mai Anh có nhận ra mình không? Mình là Tuyết nè. Mai Anh à, con có nhận ra không? Gì? Bác sĩ Minh có thường đến đây lắm không gì? Vậy cho bác sĩ Minh quen thân với gia đình mình lắm hả? Ủa con gì? Con tới rồi đó hả? Dạ. Chào anh. Mai Anh, em ăn cam nha, anh lột cho em ăn. Con, anh Hào tới kìa, con có nhận ra không? Thôi con xin phép dì, con đi làm việc tiếp. Cảm ơn con nha. Tám mình đi, nếu không muốn gặp rắc rối sau này. Tại vì Mai Anh là bạn học lúc nhỏ của em, cho nên em thấy trưởng khoa quan tâm tới cô ấy, em vui vậy thôi mà. Anh, làm cái gì mà mặt bác sĩ Minh căng thẳng vậy? Anh à, hình như là trưởng khoa Minh với lại gia đình bạn em Mai Anh có quan hệ gì đó. Tại sao em biết? Em thấy là trưởng khoa rất là quan tâm đến Mai Anh hơn các bệnh nhân khác rất nhiều. Ông nè, ở đây thằng Minh có địa vị, được nhiều người nể trọng. Bây giờ con Mai Anh nó bị như vậy, tôi sợ thằng Minh nó bỏ con mình đi theo người phụ nữ khác thì sao? Nếu thực sự điều đó xảy ra thì mình cũng đành chịu thôi bà. Làm sao mà chịu được chứ, tôi là tôi không để yên cho nó đâu. Vậy chứ bà định làm cái gì?
Nè, dù gì thì gì, con Mai Anh ra nông nổi này, thằng Minh cũng có một phần trách nhiệm. Bởi vì nếu như con Mai Anh mà không đi tìm thằng Minh thì đâu có xảy ra tai nạn, đúng không? Nó sẽ không bị thương và không bị mất con như vậy. Tôi nói rồi đó, nếu như sau này thằng Minh nó phụ bạc con Mai Anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu. Ờ thôi, để tôi về nhà, tôi nấu cơm, tôi đem vô cho bà nghe. Thôi khỏi, ông ở lại đây đi. Rồi tôi về, tôi nấu xong rồi tôi đi xe ôm tôi mang lên cho. Thôi để con chở gì đi, đi xe ôm bất tiện lắm. Ừ, thôi vậy cũng được, tôi đi nha. Ông ở lại với nó đi. Ừ. Đi con. Con đi nha Dượng. Ừ. Nhân dịp này mình sẽ rủ Nguyễn Lan đi du lịch một chuyến, coi như vừa đổi gió vừa tăng thêm tình cảm của hai đứa vậy. Ủa anh à, anh bị làm sao vậy? À, anh không sao đâu, anh chỉ hơi choáng chút xíu thôi. Chắc do thời gian gần đây công việc hơi nhiều khiến sức khỏe của anh bị giảm nên chóng mặt chút thôi. Ừ, hay là để em qua em nói với ba cho anh nghỉ ngơi vài ngày nha. Sẵn dịp này giá như được đi du lịch cùng em thì tuyệt biết mấy. Ý hay nè. Em đồng ý thật hả? Ừ. Nhưng mà nếu hai đứa mình cùng nghỉ phép một lượt, liệu giám đốc có đồng ý không? Ủa, anh quên rằng đây là bệnh viện của nhà em sao? Anh thiệt là may mắn khi được yêu em. Ừ, vậy anh định khi nào chúng ta bắt đầu đi chơi? Càng sớm càng tốt. Ok, vậy để em qua nói với ba rồi chúng ta sắp xếp công việc đi ha. Ừ.